thì em không biết trả lời thế nào ấy. Gần gì nhiều ít mà chất lượng là sao? À, hôm nay không make up mặt đâu ạ. Em chỉ có cái chân mày, xong mắt, xong môi. Bình thường là make up nguyên cái mặt luôn. Chị đây sao á? Đừng có mang chị mình nữa nhá, phải là chị em chứ không phải chị mình đâu. Mạnh dạn là chị này 92 nữa hả? Nữa hả Nam? Sao mà ngày nào cũng vậy hả? Sao mà tàn ác quá nhở? Đúng là những người tàn ác thì được sống thành thôi. Hai k hai không, mình 2k1 cơ. Tại sao cái tóc này nó lại ở đây? Uê. Hello Ngọc Thành. Tóc nó bị kỳ nhỉ? Thôi kệ đi. Anh xuống đi ăn đây. Dạ vâng ạ, anh ăn đi nhá. Sao anh ăn ngon ạ? Tóc gì? Thì tất nhiên rồi, 2k1, 21 tuổi ấy. Dạ có, em sẽ đi ra ngoài chơi một tí. Ở nhà nhiều em không có cảm nhận được cái mood đấy, em bị tụt mood đấy. Em quyết định em sẽ ra ngoài. Quên đây sao á? Hello anh Thái Bình. Chứ không em trầm cảm mất đấy, em thật đấy, không đùa đâu. Rõ ràng. Thiệt mà. Đạp xe á, ủa nhưng mà đạp xe rồi đau chân. Ê, nhưng mà chân mình đang bị nhão ra rồi, mình đạp xe cho nó ấy nhở. Cho nó săn lạnh không? Ra đi để xem ở ngoài như nào. Thì ở ngoài như vậy mà. Người hướng nội giống nhau. Trong cái dung này ai cũng hướng nội hết trơn á. Đang nhà nắng phải tầm 5 giờ ra ngoài là đẹp. Rồi hơi sớm lắm rồi. Bây giờ đang sớm là sớm luôn ấy. Chả có gì thay đổi. Có em thay đổi đó. Em đã không còn là một cô bé ngây ngô như ngày xưa nữa. Hello bé Đạt. Nhiều cái em không biết. Thì tất nhiên rồi, phải có nhiều cái em không biết chứ. Em có ở đây đâu. Em có ở đây nhiều đâu. Chỗ bà có mưa không? Chỗ tôi không mưa. Đang nắng, đang nắng lắm. Mưa gì giờ này? Nay không phải đi học à? Em không phải y học. Sao mà cứ hai hoài vậy? Bạn tiếng Anh đi. Hai bạn. Sao lại cần gì học ạ? Nếu mà em mà không cần học nên bây giờ em livestream cả ngày luôn. Chứ em cũng phải là cứ buổi đi học rồi buổi về live thế này đâu. Kiểu bây giờ em cũng nản lắm rồi nhưng mà mình phải cố gắng chứ sao. Đâu phải là cứ giàu là không cần phải học đâu. Quan trọng là mình phải biết làm nữa. Thực học bên thiết kế á, tôi tưởng là nhìn cái mặt tôi là biết con người sinh ra để thiết kế. thật ra thì kiểu ngày xưa ấy, cứ cứ nghĩ là thôi mình cứ theo đuổi đam mê thôi. Ừ đúng rồi thời trang.
sau này thì mới biết là tiếng Anh này nó quá vất vả và nó khiến mình có tốn quá nhiều tiền, tốn quá nhiều thời gian. Cho nên là đang kiểu biết thế, ngày xưa mình học cái tiếng Anh gì đấy nó kiểu chiêu chiêu thôi. Còn mình ra trường cho lẹ chứ bạn và mình ra trường hết trơn rồi mà mình học vẫn chưa xong nữa. Tôi mà được nhà giàu tôi chơi bay tóc luôn á. Nhưng mà tiền nào thì cũng phải xài hết thôi mà. Quan trọng là mình phải có kiến thức để mình còn làm được chứ. Cũng lại phụ hồ. Tôi cũng thế. Tôi học bên thiết kế. Cụ thể là sơn tường. Em không biết thiết kế quá nên là thời trang mà. Hello Huy. Trung ơi đừng có gọi tôi nữa bà ơi, tôi lại bà đó, ngày nào mà không gọi tôi hết trơn á. Xong bà nói những cái thứ vô tri tôi không hiểu nổi. Em mặc cái áo này giống áo đi phụ hồ ghê. Mà nó cũng vô, nó cũng dễ thương á. Nó cũng dễ thương anh. Người đẹp mà gì chẳng hạn, nhưng mà ngồi xa thì nhìn nó xinh, ngồi xa nhá. Ngồi xa thì nó mới sang nhá, kiểu. Còn nếu mà ngồi gần gì như kiểu phụ hồ ấy. À giống á, là cái áo tội phạm trong phim ấy, mà tội phạm mặc áo tù màu cam ấy. Sao đẹp nhỉ? Sao ngồi gần nó lại sâu mắt vậy? Anh cảm ơn Quyền Anh. Một cái là biến mất luôn. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì nhỉ? Biết nữa. Quên rồi. Mọi người uống sữa không? Em lấy sữa cho mọi người uống nhá. Không phải cái gì gọi là quyền năng của admin hả? À đâu. Cái gì mà gọi là cái gì? Tác dụng hả? Cứ bị say uống sữa không? Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một giây. Một giây. Em tưởng là anh say một giây ấy.